Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban quản lý di tích nhà tù quả là tổ chức trưng bày cung trầm tháng 7. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Trưng bày cung trầm tháng 7 là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ yêu nước, cách mạng khi bị địch bắt, giam trong một quả lò, theo ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò, trưng bày cung trầm tháng 7 gồm 3 nội dung, khát vọng non sông, dưới ngọn cờ hồng và mãi mãi khắc ghi. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 7, tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam trên Điêu Sinh Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia. Cổng 1400 tổ chức lễ công bố và phát động chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nổi đau gia cam năm 2022. Dự lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dio sinh Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Trung ương hội, bà Đỗ Thị Hòa, Giám đốc Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, đại diện các cơ quan, tổ chức, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022 được triển khai từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 đến ngày 17 tháng 9 năm 2022. Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam Dio sinh Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 kêu gọi đồng bào. Chiến sĩ cả nước hãy tiếp tục đồng hành, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng cách soạn tin, da cam gửi 1409. Mỗi tin nhắn quý vị đã giúp đỡ nạn nhân 20.000 đồng. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 7, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 tiếp tục diễn ra và kết thúc tại hội trường Diên Hồng, nhà quốc hội, thành phố Hà Nội dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị dự hội nghị tại phòng hợp diên hồng nhà quốc hội và điểm cầu bộ quốc phòng có các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng Trưởng ban tổ chức trung ương truyền đạt chuyên đề về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này sẽ triển khai thử nghiệm cấp cứu trầm cảm ngoại viện do Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách. Cấp cứu trầm cảm ngoại viện là một hoạt động mới được triển khai xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt là giai đoạn sau Covid-19 đối với người bị trầm cảm, đặc biệt là thể nặng thì việc tìm đến cái chết gần như là kết cục có thể đoán trước được. Do đó, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tự sát và kịp thời gọi đội cấp cứu đến hỗ trợ trở thành một hoạt động thiết thực cần được triển khai. Thưa quý thính giả, sáng ngày 21 tháng 7, trên đường Mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 8 người thương vong. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng cùng ngày chiếc xe khách mang biển kiểm soát 81 b 00965 lưu thông theo hướng Vinh. Hà Nội đã bất ngờ đâm trực diện vào chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H00786 kéo theo r 137 r 02972 lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương. Thưa quý thính giả, Diễn đàn Vico 30 chính thức khai mạc sáng ngày 22 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam. Hàn Quốc Diễn đàn Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc Vico 30 góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam. Hàn Quốc kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, kết nối mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước và chia sẻ gắn kết, tạo động lực cho trạng thái bình thường mới. Sau đại dịch Covid-19, diễn đàn cũng tạo không gian lành mạnh cho giới trẻ Việt Hàn, góp phần cổ vũ tinh thần sáng tạo trong học tập, khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý thính giả, Văn phòng, phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga và Ukraine ngày 22 tháng 7 sẽ ký kết một thỏa thuận về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Động thái được cho là có thể giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra. Theo nguồn tin trên, thỏa thuận dự kiến được ký kết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, tức 20 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố. Thưa quý thính giả, các nhà lập pháp Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử bầu một người phụ nữ xuất thân từ thổ dân bộ tộc lên làm tổng thống. Người có vinh dự trên là bà Rao Bani Mu, 64 tuổi, một thành viên của bộ tộc Sang Tha ở miền Đông Ấn Độ. Bà đã nhận được đa số phiếu từ hơn 4.500 nhà lập pháp khắp đất nước. Tổng thống Ấn Độ được bầu tại cả hai viện trong quốc hội, hội đồng lập pháp của các bang và chính quyền vùng tương đương bang. Chiến thắng của bà mất mua được công bố đêm qua, ngày 21 tháng 7. Thưa quý thính giả, sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều 30 tuổi đang ngày ngày góp phần đưa du lịch cộng đồng tỉnh nhà lên bản đồ du lịch cả nước. Tốt nghiệp ngành Việt Nam học tại trường Đại học Sài Gòn năm 2014, chị Kiều về lại Quảng Ngãi làm việc cho một khách sạn trên địa bàn. Một năm sau, chị chuyển công việc sang một công ty làm về du lịch cộng đồng, đây cũng là nơi khởi nguồn cho thành công của người con gái xứ Quảng này. Bắt tay vào công việc, chị Kiều cùng ăn, cùng ở với người dân hai năm đằng đẵng tại nơi người ta gọi khỉ ho, cò gái này. Bước đầu, chị thành lập những nhóm cộng đồng để tìm những điểm mạnh của chính nơi mình có. Sau đó, phân chia thành từng nhóm năng lực, ai giỏi nấu ăn cho về một nhóm, ai thành thạo thuyền nan cho về một nhóm. Ban ngày người dân đi làm, tối về họp với chị để bàn phương án, Chị vận động bà con thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng và được mọi người bầu làm giám đốc xây dựng làng du lịch từ điều nhỏ nhặt nhất chị đi đến từng nhà bắt tay chỉ việc cho từng người về cách nói chuyện với khách như nào cung đường khách đi ra làm sao trong nhà sẽ trang trí gì và ở sau thời gian dài cộng đồng du lịch làng gò cỏ được hình thành với các dịch vụ homestay ăn uống đi thuyền hướng dẫn viên tại điểm và bốn dịch vụ trải nghiệm nấu ăn làm nông dân trò chơi dân gian đàn lưới Mỗi nhà, mỗi người tham gia hợp tác xã có một công việc và có từng quy chế khác nhau. Thưa quý thính giả, với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, Tây Ninh là một lựa chọn không thể bỏ qua dành cho những du khách ưa khám phá điều mới mẻ. Toàn cảnh núi Bà Đen, thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Tây Ninh. Với chiều cao 986 m núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ, được coi là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh. Cảnh quan ngoạn mục nhìn từ đỉnh Bà Đen, với hồ dầu tiếng phía đường chân trời, Du khách có thể đi bộ từ chân núi lên đỉnh núi bằng một số lối mòn. Ngoài ra còn có đường cáp treo và máng trượt dẫn lên sườn núi nơi có chùa Bà Đen. Nay đã có cáp treo lên đỉnh núi từ ga cáp treo Vân Sơn. Những thửa ruộng mênh mông của mảnh đất Tây Ninh nhìn từ núi Bà Đen, không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh quan tuyệt vời, đặt chân lên nóc nhà của Nam Bộ, du khách còn được tận hưởng bầu không khí mát rượi, vô cùng sảng khoái. Thưa quý thính giả, nói tới các nền văn minh cổ đại, người ta thường nhắc tới Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa mà quên mất một nền văn minh từng là tiền đề cho một đế chế hùng mạnh Maya. Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2.000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatán của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Con cháu của người Maya hiện sống ở Trung Mỹ, tuy nói tới 20 thổ ngữ khác nhau, nhưng đều có xuất xứ căn bản từ thứ tiếng Ma cổ. Ma là nền văn minh phát triển bậc nhất trong số những nền văn minh cổ của nhân loại. Người Ma Gia cổ đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực như kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật, toán học, thiên văn học để lại nhiều di sản lớn cho nhân loại như kiến trúc kim tự tháp cổ Phê Tan, đài thiên văn Y gia. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.